Vậy mình hỏi bạn nè, bạn có muốn trở nên tốt hơn không? Bạn có muốn trở nên mạnh mẽ như tôi không? Giây phút mà bạn nói những cái câu trên đó là bạn đang phất cờ trắng đầu hàng rồi, trở nên mạnh mẽ. Luôn đòi hỏi một cái sự nỗ lực nhất định nào đó, chứ không phải là không làm gì cả và ngồi đó nói tôi không làm được. Bạn hiểu không? Bạn làm như vậy á là bạn đang tự coi thường chính bản thân bạn rồi đó. Và như vậy thì mình cũng sẽ coi thường bạn luôn. Ok, chào mừng mọi người đã cùng quay trở lại với kênh Ký Kỳ Cục của mình nha. Cuộc đời mà đâu thể nào lúc nào cũng diễn ra theo ý bạn muốn được đâu, phải không? Như vào lúc mình quay cái clip này đi, thì hàng xóm của mình đang karaoke ầm ban luôn. Quay trở lại chuyện chính á, thì nếu mà cuộc đời không diễn ra như ý bạn muốn á, điển hình như một ai đó xúc phạm bạn á, thì những cái trường hợp như vậy bạn sẽ làm gì nè? Trước khi đi tiếp với video của mình thì sẽ là không liên quan nhưng mà cũng cực liên quan luôn. Đó là nếu mà các bạn cảm thấy thích video của mình á, thì đừng quên hãy like, share, nhất là đăng ký kênh để mà ủng hộ mình nha. Cái này thì mình không có ép được, mình chỉ nhắc sự trường hợp mọi người quên thôi đó. Để mình kể một câu chuyện này cho mọi người nghe nha. Là hồi còn nhỏ, lúc đang học tiểu học ấy, có cái thằng kia rõ ràng là hôm trước nó đang chơi thân với mình, cái hôm sau quay ra chửi rủa, xúc phạm mình. Mình cũng không nhớ mình đã làm gì mạo phạm, đụng chạm tới nó nữa. Vì nếu mà có thì chắc cũng là những cái điều trẻ con thôi. Thì mọi người thử tưởng tượng đi. Nó chửi mình trên khắp mọi mặt trận luôn. Đi đâu nó cũng chửi mình cả. Đi ra chơi là nó sẽ theo sau mình, cốt chỉ để chửi mình thôi. Rồi hồi đó mình học bán trú mà. Ăn tại trường, ngủ cũng tại trường luôn. Ăn xong nó cũng chửi mình. Ngủ dậy nó cũng chửi mình nữa. Mình bị quê chứ mọi người. Rồi một hôm nó đang chửi mình á, cái mình kiểu tức nước vỡ bờ á. Xung quanh đó có một cái chai nước lọc, thì nó đang chửi mình. Mình đang bức xúc, mình cầm chai nước lọc bắt nó một cái. Hiệu quả thiệt nha, nó không còn chửi mình nữa. Nhưng mà đầu nó bị tét một đường, máu chảy luôn. Nhưng mà tét nhỏ xíu à. Thì lúc đó mình cũng rất là hoảng, cũng chịu trách nhiệm dìu nó đi xuống phòng y tế chứ. Bây giờ lớn rồi, nhìn nhận lại những cái hành động, những cái câu chửi lúc đó, cảm thấy bạn đó lúc trước thật sự rất là trẻ trâu. Thế mà suy nghĩ cặn kẽ là bản thân mình không phải là người nhục. Người nhục là cái người mà cứ theo sau kè kè mà xúc phạm mình cơ. Nếu mà bạn đã có dịp xem được cái clip này của mình á, thì chắc là cũng sẽ tự nhìn nhận lại bản thân. Mình nói điều này ra không phải là muốn moi móc lại chuyện cũ nha. Và về phần mình á, thì mình không có đánh giá hành động của mình lúc đó là đúng hay là sai. Mà mình muốn qua đó muốn nhắn nhủ với mọi người một điều á, là chúng ta có nhiều hơn một cách là chỉ giận dữ khi mà phản ứng với những điều mà người khác nói về mình. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về cái điều đó nha. Bị xúc phạm á, thì mình nghĩ á, trên cuộc đời này ai cũng đã từng bị qua rồi. Nhưng mà không phải ai cũng có thể giữ cho mình một cái sự bình tĩnh để mà cư xử khéo trong những cái tình huống nhạy cảm đó. Cá nhân mình á, khi bị ai đó xúc phạm á, thì phần lớn mình sẽ không quan tâm, không đáng để mình quan tâm. Cái miệng á, là miệng của người ta, mình không thể kiểm soát được. Nhưng mình có thể chọn chi cảm xúc của mình cho những ai mà, phải không? Đối với mình á, thì mình không dễ giận. Mình không chọn chi cảm xúc, kể cả cảm xúc tiêu cực, cho những người không đáng, không quan trọng. Tiếp theo á, thì có một điều mình muốn chúng ta hãy cùng nhau làm rõ. Là có những việc chúng ta có thể kiểm soát, có những việc chúng ta không thể kiểm soát, và có những việc chúng ta chỉ có thể kiểm soát một phần. Cái miệng là miệng của người ta. Người ta muốn nói cái gì á, thì mình hoàn toàn không thể kiểm soát đâu. Dù mình có muốn hoặc câm miệng tới nhường nào đi nữa, mình chỉ duy nhất sở hữu kiểm soát được cái miệng của mình thôi, chứ không phải là họ. Nhưng chúng ta có thể nội tại hóa mục tiêu, làm chủ, kiểm soát nhận định của bản thân mình. Có người lại nói á, là bạn nói thì dễ lắm, nói luôn dễ hơn làm. Tôi không mạnh mẽ được như bạn, lời nói của người khác luôn có thể tác động được vào tôi, làm tôi muộn phiền, làm tôi đau khổ. Tôi luôn quan trọng hóa ý kiến của những người ngoài. Vậy mình hỏi bạn nè, bạn có muốn trở nên tốt hơn không? Bạn có muốn trở nên mạnh mẽ như tôi không?
Giây phút mà bạn nói những cái câu trên đó là bạn đang phất cờ trắng đầu hàng rồi. Bạn đang không nỗ lực rồi. Bạn đang đóng khung trong kiểu tính cách của chính bạn rồi đó. Trở nên mạnh mẽ luôn đòi hỏi một cái sự nỗ lực nhất định nào đó, chứ không phải là không làm gì cả và ngồi đó nói tôi không làm được. Bạn hiểu không? Bạn làm như vậy á là bạn đang tự coi thường chính bản thân bạn rồi đó. Và như vậy thì mình cũng sẽ coi thường bạn luôn. Và mọi người thử nghĩ kỹ đi. Một người thành công á thì họ không có thời gian cho những chuyện đó. Và dù có thì họ cũng không chọn chi thời gian quý giá của mình cho việc luôn và chỉ luôn quan tâm nè, bắt lỗi nè, xúc phạm người khác cả. Phải không? Và mình lại nghĩ á là những người dùng lời lẽ mà xúc phạm người khác á, có phải là do họ không thể dùng thực lực của mình đường đường chính chính mà thắng người ta, nên mới dùng hạ sách làm tổn thương người khác không? Đơn giản mà nói á, mục đích duy nhất của những lời xúc phạm á, chỉ vẫn luôn muốn có thể tác động được vào bạn, từ đó làm bạn tổn thương mà thôi. Cho nên á, mới nói á, là nếu mà một thứ gì đó bên ngoài á, có thể tác động được vào bạn á, thì đó hoàn toàn là do lỗi của bạn. Hãy nhớ rằng thứ xúc phạm bạn á, không phải là những lời nói chửi rủa của những người bên ngoài, mà là cái sự tự nhìn nhận, tự phán xét đó là lời xúc phạm và cho phép nó đi vào nhận thức của bạn. Kẻ khác chẳng thể nào hãm hại bạn, trừ khi bạn muốn điều đó. Bạn sẽ bị hãm hại ngay giây phút mà bạn cho phép mình là người bị hại. Ngoài mặc kệ những cái lời nói xúc phạm ra thì mọi người cũng có thể dùng cách là dùng sự hài hước để mà đáp trả những cái đó thật là duyên dáng. Nhưng cá nhân mình á thì mình không thích quan tâm tới những kẻ đó, nên mình sẽ mặc kệ thôi. Và đối với mình á, mặc kệ chính là sự khinh bỉ lớn nhất. Còn nếu mà trường hợp nghiêm trọng hơn á, một người kiên trì xúc phạm bạn á, xem đó là một thành tựu, một mục đích trong đời mà họ phải đạt được á, thì cái trường hợp này mệt rồi nha. Thì đương nhiên á là không ai hy vọng mình rơi vào cái trường hợp này cả. Nhưng mà nếu rơi vào cái trường hợp đó thì mọi người cần phải nhờ đến sự hỗ trợ của pháp luật, vì chúng ta có quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín. Cá nhân có quyền được yêu cầu tòa án bác bỏ những cái thông tin ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình. Cá nhân bị những cái thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín á, thì ngoài có quyền yêu cầu bác bỏ thông tin ra thì còn có quyền yêu cầu bên đưa ra thông tin á, là phải xin lỗi nè, cải chính thông tin nè và bồi thường thiệt hại nữa. Thôi nè, hạ bớt sự nghiêm trọng xuống. Thì cái đáng ghét nhất của việc bị xúc phạm đó chính là hình ảnh của bản thân á, có thể bị ảnh hưởng xấu từ những cái lời nói đó. Cũng đúng. Nên mình có một câu muốn nói vậy nè. Nếu mà bạn á không có vấn đề gì về giao tiếp á, thì đừng quen tôi qua miệng của người khác, mà hãy đường đường chính chính xin in tư của tôi nè. Nghĩ kỹ đi. Một kẻ mà xúc phạm bạn á, thì đương nhiên không chỉ xúc phạm một mình bạn không đâu. Có thể á, là họ đã xúc phạm rất nhiều người khác rồi. Và một người không có uy tín như vậy á, thì thật ngu ngốc cho những ai nếu mà tin vào lời nói một chiều của họ. Phải không? Ok, video của mình tới đây là đủ dài rồi. Cũng đủ truyền đạt hết những ý mà mình muốn nhắn nhủ tới với mọi người rồi. Mong rằng mọi người sẽ thích clip này của mình. Và nếu mà thích thì hãy share những chiếc clip này để mình có thể tiếp cận và thấu hiểu được nhiều bạn hơn nha. IG của mình là Kanchike. Mình vẫn luôn cập nhật cuộc sống thường nhật của mình trên đó. Và bạn cũng có thể comment trực tiếp phía bên dưới việc cảm nghĩ của các bạn sau khi xem hết clip của mình, cũng như là những cái chủ đề mà các bạn muốn mình thực hiện. Mình sẽ note lại và mình rất rất là trân trọng luôn. Cuối cùng, lịch ra video của mình là vào mỗi thứ ba hàng tuần. Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm và xem hết video của mình nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.